Xin chào Giang Ngọc, quá ấn tượng. Không biết thì lúc này bạn đang nghĩ gì? Em cứ cảm giác rằng đây là như là lần đầu tiên em thi và em rất thích cái cảm giác này. Người ta hay nói là em là một cô gái rất thích đi thi, nhưng mà em cũng thừa nhận rằng là em thích đi thi thiệt. Và em luôn luôn muốn nhờ những cuộc thi để hoàn thiện mình hơn, để cố gắng và luôn biết rằng là mình cần phải trau dồi nhiều hơn. Ngày hôm nay thực sự Giang Hồng Ngọc đã làm Dennis cảm thấy bị bất ngờ. Cho phép Dennis được chứng kiến một tác phẩm này được không ạ? Dạ, đây là đây, một tác thực phẩm sự mọi mà người ơi, rất là kỳ công của stylist rất kỳ và công nhà thiết kế sau lưng đó. Cái tác phẩm này. Dennis muốn mọi người sáng tạo hơn nữa và thể hiện cái đó trong chính cái sân khấu của mình, thì là cách mọi người đang truyền cảm hứng cho nhau. Em cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn em. Phát sáng á. Dạ. Hồi nãy trên sân khấu mình không thấy rõ. Corset. Dạ. Corset. Đẹp quá luôn. Dạ. Không thấy rõ một phần thôi, một phần mình đi toilet đó bạn. Bà nói vậy. Sao bà nói vậy? Ở ngoài Ngọc cứ nhẹ nhàng nên, nhưng mà lên sân khấu phát thần thái khác hẳn nhá. Hoặc kiểu một phát nhìn là kiểu là khác hẳn luôn á. Nhưng mà Ngọc biết Ngọc được cái gì nữa không? Ngọc nhảy mà Ngọc hát rất là chắc. Cái đấy thì chỉ ở Trang. Chỉ ở tôi với. Bài Still Loving You là Trang viết cho em. Wow. Bài đó siêu hay. Đang mời chị đặt bài tên Nam. Đang mời đấy. Bây giờ tình chị em có lấy bớt bớt giá đi không? Bao nhiêu nào? Cũng còn tùy chị ăn ở với em sao những ngày tới. Team vocal với tôi đó bà. Wow. Em đã nhận nhóm rồi sao? Dạ vâng ạ. Tại vì em thấy chị hồi Phương Vy có cái mọi sự dịu dàng chuyên nghe. Nghiệp. Em nghe rõ ràng Diệu Nhi gọi chị Vy là chị ơi, em tự nhiên em phải ngồi với bên đây mấy người nghiệp dư. Đúng này, rồi, mấy người nghiệp dư. Tại vì dân chuyên nghiệp ấy là bây giờ người ta không nói chuyện. Chị đang giấu thôi. Tại vì để cái giữ cái giọng. Bà hỏi không muốn nói. Đúng bà rồi, mình chỉ là giấu thôi. Team nghiệp dư cứ bắt bài hát. Còn đây là team nghiệp dư này, suốt ngày cứ hò hét bè này kia đó. Buôn chuyện này chuyện kia, người ta phải ngồi ta giữ. Nhìn đâu. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quang Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.